Italy hiện là tâm dịch ở châu Âu với gần 3.860 ca nhiễm và 148 ca tử vong. Đáng chú ý, số tử vong trong ngày tại Italy đã đạt mức cao nhất trong hôm qua khi ghi nhận tới 41 ca. Các chuyên gia nhận định dịch COVID-19 tại Italy sẽ sớm đạt đỉnh. Trước tình hình trên, chính phủ Italy đã phân bổ 7,5 tỷ euro để hỗ trợ những gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch. Ngoài Italy, Anh cũng xác nhận ca tử vong đầu tiên. Pháp thông báo một nghị sĩ nhiễm virus, trong khi các nước như Thụy Điển, Ireland, Áo hay Phần Lan đều có những ca nhiễm mới. Còn tại châu Á, Trung Quốc sáng nay xác nhận đã có 143 ca nhiễm mới và 30 trường hợp tử vong trong ngày 5 tháng 3. Đáng chú ý là sự xuất hiện của những ca nhiễm từ nước ngoài vào Trung Quốc. Hàn Quốc, một tâm dịch khác ở châu Á, sáng nay cũng thông báo đã phát hiện 518 ca nhiễm mới, đến nay đã có 42 ca tử vong ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ hôm qua xác nhận ca tử vong thứ 12 ở nước này, trong khi Brazil phát hiện ca nhiễm thứ 8, trong đó đáng chú ý có những trường hợp nghi lây nhiễm trong cộng đồng. Còn tại Trung Đông, chính quyền Palestine đã ban bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm ở bờ Tây. Châu Phi hôm qua cũng phát hiện thêm 4 ca nhiễm mới ở Senegal, trong đó có một nhân viên Liên Hợp Quốc.